Xin chào các bạn, hôm nay lần đầu mình ở Nhật thì hai mười mấy năm rồi, thì cái dịp mà nó tuyết rơi vào cái mùa hoa anh đào thì rất là hiếm. Thì hôm nay mình chia sẻ cho các bạn cái cách mình quay cái slow motion trên cái A6500 Full HD 120. Thời tiết mà nó tuyết mà nó rơi á, nên mình quay cái slow motion. Hiện tại bây giờ cái bông tuyết nó rơi rất là nặng đây nè. Đấy, và bây giờ mình quay cái chế độ slow motion thì nó rất là đẹp. Mình đang dùng cái máy Sony đây. Đấy. Và cái lens đây là cái lens Sigma nha. Lens Sigma 1 đây, Sigma 1.4 16 1.4. Đây, và mình sẽ chọn cái đây là 4K, mình sẽ chọn cái một HD đây. Quan trọng nữa là cái chọn cái khung hình ở dưới này. Nó có hai cái 120 mà 100m và 100m và 60. Rồi mình sẽ chọn cái 100 nha. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu mình quay cho các bạn xem cái cảnh mà tuyết nó rơi ở đây như thế nào. Bông tuyết nó rơi đây, thấy không? Nhìn trên đây. Đấy. Và bây giờ mình sẽ quay nào. Đang ngồi trong cái xe này mình quay. Bây giờ mình sẽ đi ra ngoài mình sẽ coi cái cảnh nó tuyết nó rơi ở cái chỗ nhà mình ở coi nó có đẹp không nha. Đây là mình quay Full HD 120 và cái tốc độ là 3200.
tuyết nó trắng á, nên là mình mà quay thì mình nhìn vào cái nền xe, giống như xe mình nó xe nó màu tối á, thì mình thấy cảm nhận cái tuyết nó rơi rất là nhiều.